Xin chào mọi người, em tiếp tục giới thiệu cho mọi người cây mẫu đơn nhung đỏ, đỏ nhung ạ. Cây rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Mẫu đơn nhung đỏ, hàng này hàng thoát thân 1m, 1m2. Hàng thoát thân 1m, 1m2, tán to, xôm, dày, đẹp. Mẫu đơn đỏ nhung nhá, cây này rất là xôm, dày, đẹp, tán đẹp. Hàng này trước đây em bán 1,5 triệu, hôm nay em sale, hôm nay em vui tính em sale còn 1,3 triệu một cây thôi. 1,3 triệu một cây. Ông ơi, ông ra đứng đằng sau cây vậy cháu bác. Cây này đi. Đây nha. Hôm đứng hẳn đằng sau ấy để cho người ta nhìn rõ cái tán. Đây, ông giang tay ra cho cháu. Đây nhá, tán một sải tay, tán rất là người đứng đằng sau, ông đứng hẳn giữa cây ấy. Đấy. Đứng giữa cây cháu quay đúng giữa. Đấy. Đây. Tán hơn một sải tay tức là người đứng mà còn nọt tán nhá. Không nhìn thấy người luôn nhá. Rồi. Được rồi ông ơi. Cái tán của cây này nó vào khoảng 1m8. Tán của cây này nó vào khoảng 1m8 đấy. Một sải tay. Một sải tay thì thường là bằng chiều cao người, một người là cao 1m6 rồi. Mà cái tán nó hơn một sải tay luôn thì nó phải tương đương cái tán nó phải vào tầm 1m8. Mẫu đơn đỏ nhung nhá mọi người nhá, hàng này là đỏ nhung. Nên là mới có cái giá, nên mới có cái giá thế. Còn nếu mà nó mà là đỏ văn chấn thì giá nó cao hơn. Là đỏ nhung nên là nó mới có cái giá là 1,3 triệu một cây. Còn nếu cái này là đơn văn chấn thì đơn có giá của nó phải rơi vào tầm 4 triệu rưỡi cây như này. Nếu mà là đơn văn chấn. Nhưng bởi vì nó là đơn nhung đỏ, tại sao mà nó giá nó rẻ hơn? Thực ra thì nó rẻ hơn nó không phải do hoa nó xấu hơn. Hoa nó thậm chí còn đẹp hơn mẫu đơn văn chấn cơ. Nhưng bởi vì là nó nhanh lớn hơn nhá, nó nhanh lớn hơn. Cái tốc độ lớn nó nhanh hơn nên là nó giá nó thành rẻ hơn. Văn chấn thì mình nuôi thời gian nuôi một cây văn chấn, nuôi 1 năm, nuôi 3 năm được cây văn chấn như này thì nuôi 1 năm đã được cây mẫu đơn nhung như này rồi. Nó rất nhanh lớn, rất là khỏe, nhanh bật mầm. Ưu điểm của nó khỏe, nhanh bật mầm, nhanh lớn. Giá rất là rẻ, có 1,3 triệu một cây thôi. Bạn nào mua thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhé. 0969162214 giúp em. Hàng này là hàng gốc 2 phân. Gốc hơn 2 phân. Đây này em đo thoát thân nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1m này, 1m2. Làm không tán đầy đủ hết rồi, về mọi người chỉ được chơi thôi. Cây tiếp theo đây ạ. Cây tiếp theo đây ạ, cây này cũng thoát 1m2. Cây này thì nó đang là cây lụ nên là mọi người sẽ không nhìn thấy hoa. Nó là cây lụ, nó cũng thoát tầm 1m, 1m2. Gốc 2cm nhá, gốc 2cm, cây này gốc rất là đẹp này. Cái này gốc rất là đẹp luôn. Gốc rất là đẹp nhá. Em đo thoát thân này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1m này, 1m2. Cái này thoát 1m2 nhá. Hoa mẫu đơn đỏ nhung cũng là một trong mẫu đơn đẹp đấy. Nó cây này thì nó đang là nụ này. Nó đang là những cái lụ đang đóng nụ nhỏ. Hàng này thì là hàng đánh đất. Nên là về nó sẽ chột nhẹ một ít. Hàng này hàng đánh đất nên nó về nó chột nhẹ một ít, nó sẽ không được như hàng chậu. Hàng chậu về mọi người chỉ được tưới nước thôi. Hàng này khi mọi người mua về mọi người bấm qua cái ngọn đi một chút xíu, nó sẽ chột nhẹ. Mùa này thì nó không chột nhiều. Mùa này thì là nó là mùa đông nên là nó sẽ không chột nhiều đâu ạ. Nó là chột nhẹ thôi. Hoa của mẫu đơn đỏ nhung khi lở rộ sẽ như này nhá. Mẫu đơn đỏ nhung hoa nó khi lở rộ sẽ như này, nó rất là đẹp luôn. Màu nó đỏ đậm mà hoa cây nó rất là rẻ. Mọi người mà mua mà mang đi biếu để trồng ở nhà thờ nhá. Mua đi biếu trong nhà thờ, mọi người mua hai cái này. Mang đi biếu vừa lịch sự nhá. Rất là lịch sự luôn. Cây to đẹp lịch sự, hoa đẹp. Trồng ở trước cửa nhà thờ, trồng hai cái này vừa lịch sự vừa đẹp mà giá thành lại rẻ nữa. Nó không tốn có nhiều của mọi người chi phí nhiều. Hai cái này mua về hôm nay là cái chậu xinh xinh nữa là quá xuất sắc luôn. Hàng này làm không tán hết rồi. Em có nhận tạng cây như này. Mọi người mua cái nào chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969162214, giá là 1,3 triệu một cây. Hoa khi lở rộ sẽ như hoa của cây này nhá. Hoa khi lở rộ sẽ như hoa của cây này này. Giá chỉ 1,3 triệu thôi. Tiếp theo này, em còn 6 cây này nữa. Tổng ở vườn là còn hiện tại tổng ở vườn là còn tổng là hơn chục cây. Các bác nhanh tay nhá, nhanh tay nhá. Cây tiếp theo đây ạ. Mọi người nhìn tán nó dày sum limit này luôn. Tán quá là dày luôn, tán sải tay ấy. 2m luôn đấy ạ. Hai mươi này, 40 này, 60 này, 80 này,
1 mét này. Cây này thoát 1 mét ạ. Đấy. Cây này thoát 1 mét nhá, bóng tán ok. Bóng tán ok này. Đấy. Cây thoát 1 mét, bóng tán ok luôn. Ai mua cây này thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cây tiếp theo đây ạ. Cây này cũng thoát thân 1m, 1m2, tán ok này. Ai mua cây này chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969162214. Em bán giá rất là bình dân, chỉ có 1.3 triệu một cây thôi. 1.3 triệu một cây. Bác nào mua inbox vào Zalo cho em nhá. Cây xuất sắc luôn này. Xuất sắc luôn đấy. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1m này. 1m. Cây thân 1m luôn. Ai mua cái này chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Cây tiếp theo đây mọi người ơi. Gốc này. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, cây này thoát 1 mét này. Thoát 1 mét này, ai mua cái này chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Tán của nó sải tay. Tán sải tay nhá, cây rất là đẹp, rất là xuất sắc. Em còn mấy cây thôi, ở vườn này em còn hơn chục cây thôi nên mọi người nhanh tay mỗi người mua một cây cho em nhá, 10 người mua là hết vườn rồi. Em bán sale giá rẻ để lấy chỗ trồng mộc. Đây này, trồng đầy mộc giống đây này này. Trương Trọng Dương, đơn gì vậy? Bạn Trọng Dương ơi, đây là đơn nhung nhá. Mẫu đơn đỏ nhung ạ. Hoa như này nhá. Hoa nó sẽ như hoa như này, màu đỏ như này. Mình đang quay một điện thoại này nó rất là thật màu luôn nhá. Màu hoa ở ngoài như nào trong ảnh luôn, y như vậy luôn đấy ạ. Đây màu đơn đỏ nhung, màu rất là đẹp. Nó rất là sai hoa. Màu đẹp sai hoa nhá. Và mẫu đơn này nó là dòng mẫu đơn mà còn là nó khỏe. Nó khỏe nhất trong tất cả các dòng mẫu đơn luôn. Tại sao mà nó khỏe nhất? Bởi vì nó phát triển rất nhanh, lớn rất nhanh. Giá nó rẻ nhất trong tất cả dòng mẫu đơn. Không phải bởi vì nó hoa nó xấu hơn mà nó rẻ hơn nhá. Hoa nó đẹp hơn các dòng khác rất là nhiều. Nhưng chỉ bởi vì cái đặc tính của nó khỏe, không phần trăm nó cũng lớn. Nó lớn nhanh quá. Tốc độ lớn của nó quá nhanh nên là giá nó sẽ rẻ. Cùng là cây đơn nên là thời gian trồng như nhau. Cây mẫu đơn đỏ nhung này nó lớn gần nhanh gấp 3 lần cây mẫu đơn văn chấn. Văn chấn nó lớn chậm hơn rất là nhiều nên giá thành nó cao hơn. Chứ còn mẫu đơn đỏ nhung nó lớn chậm, nó lớn nhanh quá nên là giá nó rẻ nhá. Có 1.300.000 một cây mà làm không làm tán hết rồi. Bác nào mua thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em xin phép tắt like đây. Khán hết tiếng rồi.